Hôm nay tôi đi chợ chọn được một viên ngọc thô hai màu rất thú vị. Tôi đã quyết định tạo hình thành một bắp ngô vì tôi thấy Tết nhất anh em chắc đã ngán bánh chưng với thịt rồi. Tôi tiến hành cắt gọt gọt loại bỏ những phần thừa không cần thiết đi. Sau khi cắt gọt xong, tôi dùng kỹ năng vẽ thượng thừa của mình để phác thảo vào tạo hình. Tạo hình khối bên ngoài đã xong, tôi sẽ tiến hành chia phần để tạo cả hạt. Phần này sẽ khá mất thời gian và cần sự cẩn thận, kiên nhẫn. Anh chị em hãy kiên nhẫn đón chờ thành phẩm bắp ngô ngọc của tôi nhé. Rồi có ai muốn mua ngô về ăn cho đỡ ngán bánh chưng không nào?